Hey, vợ ơi. Trời đất, cái gì mà hành không vậy nè? Thì vợ kêu mua hành. Nhưng mà chồng mua bao nhiêu tiền hành? Vợ đương nhiên mua hết chứ cái này. Còn nhiêu mua cái này. Chồng mua cái này làm gì? Trời ơi, thức ăn cho cá hết rồi, phải mua chứ. Hôm qua em với chồng mới đi siêu thị mua đầy tủ trên kia kìa. Ủa, mua rồi hả? Mua rồi. Thôi kệ đi, để dành cho cá từ từ. Ừ, vợ nấu nhanh đi, đó bụng quá à. Hành không nấu gì, quên rồi đúng không? Quên, mà thôi đi. Bây giờ mình xào hành ăn thôi, ăn với cơm. Chồng có nghe ai nói là xào hành ăn cơm bây giờ chưa? Nếu không xào hả, vậy tôi hấp đi. Sao ăn được? Được, trời ơi, hành là tốt cho sức khỏe lắm, hành là số 1. Bây giờ trong thực đơn á, vợ bỏ mấy cái thịt trứng cá gì đó, ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu. Nhanh đi, nó bụng quá hả? Khổ. Cá cũng đói bụng nữa, cho cá. Khổ ghê á. Chồng. Nhanh đi, đói bụng quá à. Thơm quá à. Nghe cái mùi hành thôi là đã thơm rồi. Đây, hành của chồng. Nhìn hấp dẫn ghê chưa? Vợ nè, chồng khuyên vợ mai mốt là đừng có mua cá nè. Ăn nhiều quá sẽ không tốt, mình nên ăn rau, mì nấu với hành như vậy thơm mà lại ngon nữa. Rồi ăn hành cả đời vậy hả? Ủa, cá ăn chưa ta? Cá ăn rồi. Chồng. Ê, chết rồi. Sao mấy con cá nó bơ ngửa hết rồi? Vậy cá nó bơ ngửa. Sao cái hũ đồ ăn hết trơn rồi? Trong cho cá ăn bao nhiêu? Cho hết hũ luôn, hồi sáng giờ nó chưa ăn mà. Trời đất ơi, tôi khổ quá mà. Chồng cho nó ăn hết cái hũ đó, nó chết là đúng rồi. Ủa, chồng chỉ cho nó ăn một hũ thôi, sáng giờ nó đâu có ăn đâu. Trời ơi, một hũ cái gì, mỗi lần vợ cho ăn còn nhúm mà. Cá chết hết rồi hả? Ôi, chồng ơi là chồng. Chồng ơi, vô ăn cơm. Xong rồi. Dạ, sao hôm nay cho cái này chút xíu vậy? Thì giờ biết tính chồng hay quên, cho nên bỏ vừa lượng chồng cho cá ăn thôi. Không thôi nó chết nữa sao? Thơm quá. Anh đi chồng. Sao mì với hành không vợ? Ủa, cái này là món chồng thích ăn nhất mà. Chồng nói với vợ là ăn hành với mì tôm rất là tốt cho sức khỏe. Chồng còn nói là từ nay về sau đừng có mua thịt cá vậy nữa. Chồng của vợ biết tiết kiệm tiền, dễ thương lắm á. Thôi, nhưng mà ăn mì với hành hoài ngán lắm. Phải có thịt cá hoặc là lâu lâu phải ăn trứng hay gì đó chứ. Nhưng cái này đâu phải là do vợ đâu, do chồng mà. Tại sao là do chồng? Thì bây giờ vợ bỏ trứng hoặc thịt cá gì vô chứ, tại trong tủ lạnh đó. Vậy là chồng quên rồi. Quên gì? Chồng có nhớ là mấy lần trước, lúc nào trước khi chồng đi ra khỏi cửa để đi chợ cho vợ, vợ đều đưa cho chồng một tờ giấy không? Nhớ chưa? Có. Thì đó, trên cái tờ giấy đó là vợ viết ngày hôm nay nè, cần chồng mua cái gì cho vợ nè, mua bao nhiêu tiền nè. Nhưng mà chồng nói là không, chồng không có cầm đâu. Chồng nhớ hết mà, chồng nhớ trong đầu chồng hết mà. Cái rốt cuộc chồng về chồng mua hành không? Thôi, đi ra ngoài chợ thì cầm tờ giấy rồi người ta nhìn vô kỳ lắm. Nhưng mà ăn hành gì giống như bị hành gì đó, bây giờ mình phải ăn thịt cá chứ đúng không? Thôi, bỏ cái chuyện này qua một bên đi. Chồng nghe vợ nói nè, chồng cũng biết ngán ăn hành đúng không? Trời, ngán lắm luôn rồi. Nhưng mà cái việc này là do chồng mà ra, do cái tính hay quên của chồng đó. Mà bây giờ mình muốn sửa cái tính đó thì mình phải làm sao nè? Làm sao? Thì đó, bây giờ ha, vợ với chồng sẽ cùng nhau làm một công việc. Đó là hàng ngày mình sẽ ngồi lại với nhau, viết lại tất cả những việc mình muốn làm, cần làm vào ngày mai. Xong trước khi đi ngủ chồng đọc lại một lần. Xong buổi sáng thức dậy chồng lại cầm tờ giấy lên, chồng nhìn,
hôm nay mình làm cái gì trước tiên ta? À, xong rồi mình làm xong việc, mình gạt cái dòng đó đi. Vậy là mình không lặp lại công việc nữa. Vợ nói với chồng biết ha, chồng á là phải tập cái tính đó đi. Nếu không á là giống như lần trước á, chồng có nhớ nguyên mày cá của mình chết hết đó. Đó là do tính hay quên của chồng chứ còn gì nữa. Tại vì chồng cho nó ăn nhiều lần quá, mà chồng quên chồng mới cho nó ăn nhiều lần như vậy đó, nhớ chưa? Vậy bây giờ theo vợ là phải học giống như học bài vậy hả? Đâu có gì đâu chồng. Thì cái này á là em biết á là không phải chồng em cố tình, nhưng mà cái việc mà chồng hay quên á nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống của mình. Cho nên vợ chồng mình á phải cùng nhau sửa nó, để sau này chồng của vợ hả trở thành một người đàn ông vừa tốt nè, vừa giỏi nè, đã vậy còn có một trí nhớ siêu phàm. Vợ nhờ cái gì là chồng mua cái đó, vợ nhờ mua cái gì là chồng mua đúng cái đó. Vậy bây giờ nha, chồng hứa sẽ làm theo những gì vợ nãy giờ nói. Nhưng mà sau cái này không ăn hành nữa nha, đổi món khác, chịu không? Chịu. Nhưng mà bây giờ vợ sẽ viết cho chồng một tờ giấy, chồng cầm tờ giấy đó đi ra chợ mua rồi ăn cho vợ, được không? Được. Hứa nha. Hứa.